kết luận của Chính phủ thì Bộ Giáo dục và Đào tạo phải điều chỉnh Nghị định 81 về học phí theo hướng không tăng học phí năm học mới 2023-2024. Hiện nay các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học tự chủ đang than khó về việc này. Chia sẻ về quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước vấn đề này, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết. Là chết là chúng ta thấy trong cái tình hình kinh tế của đất nước và của thế giới có nhiều khó khăn. Thì mục tiêu Chính phủ đặt ra rất là rõ để ổn định kinh tế vĩ mô, để kiểm soát lạm phát rồi bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân. Việc không tăng lệ phí thì cũng sẽ giúp cho người dân giảm được gánh nặng trong cái việc trả phí cho con em mình. Để thực hiện tinh thần chỉ đạo này thì Bộ Giáo dục sẽ hoàn thiện lại cái dự thảo nghị định, phối hợp và xin ý kiến các bộ ngành để trình Chính phủ sớm nhất. Tuy nhiên cũng phải nói đây là một thách thức lớn cho ngành giáo dục để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Nhưng tổng thể thì về tài chính giáo dục nói chung cũng như tài chính đại học nói riêng thì đúng là học phí không phải là cái nguồn duy nhất, không phải là chính sách học phí, không phải chính sách duy nhất. Tuy nhiên đối với giáo dục đại học thì đúng là học hiện nay chiếm cái phần lớn, khoảng 80-90%. Nhìn xa hơn thì dù học phí được giữ nguyên hay điều chỉnh thì chắc chắn là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là toàn xã hội chúng ta mong muốn cái nguồn lực cho giáo dục nếu không tăng được thì ít nhất cũng phải giữ được ổn định. Và đây cái vai trò của nhà nước rất quan trọng. Nguồn lực tài chính cho giáo dục thì gồm có tài chính cho đội ngũ, cơ sở vật chất. Đối với giáo dục phổ thông thì chúng ta biết là nó cũng có tính chất phúc lợi, an sinh xã hội và chủ yếu là do ngân sách nhà nước bảo đảm. Vì vậy mà chúng tôi đề nghị các địa phương hết sức quan tâm để làm sao mà bảo đảm ngân sách thì địa phương để giữ ổn định đời sống, để giáo viên yên tâm công tác, đặc biệt là các điều kiện bảo đảm chất lượng để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 để thực hiện thành công cái đổi mới theo nghị quyết 29 của Đảng. Nhất là cái việc làm sao để khắc phục và giảm thiểu hiện tượng giáo viên bỏ việc. Đối với giáo dục đại học thì có tính chất khác. Giáo dục đại học thì là một cái dịch vụ rất là đặc biệt. Giáo dục đại học có cái sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với phát triển khoa công nghệ, cùng phát triển kinh tế lâu dài, bền vững của đất nước. Và giáo dục đại học thì để thực hiện cái sứ mạng thực hiện một trong ba đột phá chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, phát triển khoa công nghệ. Nhưng mà cũng là một lĩnh vực chịu tác động rất lớn trong 3 năm qua của đại dịch, của những cái biến động ở trên thế giới, trong nước. Bộ giáo dục đại học cạnh tranh toàn cầu chứ không phải như giáo dục phổ thông. Thì trong cái cơ chế tài chính của giáo dục đại học thì về cơ bản có cái ba cái chân kiềng. Đó là cơ chế tài chính cho các cái cơ sở giáo dục đại học. Thứ hai là chính sách học phí và thứ ba là chính sách hỗ trợ người học. Thì xin nói về cái nghị định 60 thì liên quan tới cái cơ chế về tài chính cho các cơ sở giáo dục đại công lập. Nghị định 60 cũng như nghị định 81, thì 81 thì về học phí, thì hai nghị định này cũng thể nói là hai bánh xe để các trường đại học chạy. Nghị định 60 thì quy định về lộ trình tính giá dịch vụ, trong đó có học phí, và giảm cái chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước, thì cái này là thực hiện từ năm 2021. Thế còn cái nghị định 81 thì được ban hành cũng 2021 đồng thời với đó, nhưng đến nay thì cũng chưa thực hiện được theo cái lộ trình của nghị định 81. Như vậy là cái nguồn lực cho các cơ sở giáo học cũng do dịch bệnh, do đời sống nhân dân không được tăng trong 3 năm nay. Thì trong khi mọi thứ giá cả thì tăng thì đây là một thách thức rất lớn để chúng ta duy trì các điều kiện bảo đảm chất lượng. Đấy là giữ đội ngũ giảng viên, thế rồi là chi cho cơ sở vật chất phục vụ thực hành thí nghiệm, cho các cái công tác để phục vụ cái chất lượng, nâng cao chất lượng, bảo đảm chất lượng. Thì trong cái việc này, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ nỗ lực và cũng đề nghị tất cả các bộ ngành quan tâm. Thứ nhất là để phối hợp cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo, đề nghị Chính phủ là chưa thực hiện cái lộ trình tính giá dịch vụ và giảm chi ngân sách nhà nước trong nghị định 60. Cái này thì trong nghị định 60 có quy định trong những trường hợp đặc biệt, khách quan không thực hiện cái lộ trình này, để không giảm cái chi thường xuyên cho các trường đại học, cái trường đại học công lập, là những cái viện sĩ công lập. Và thứ hai nữa là không chỉ giảm mà cái việc mà các trường không được tăng học phí thì
làm sao nhà nước có chính sách hỗ trợ, và chúng tôi đề xuất giải pháp làm sao hỗ trợ các trường, nhất là các trường mà tự đảm bảo chi thường xuyên. Có cái trường thì vừa tuyên bố tự đảm bảo chi thường xuyên thì ngân sách nhà nước cắt về không, học phí không tăng. Vì vậy làm thế nào để bù đắp được cái chi phí tâm hụt này thì chúng tôi sẽ phối hợp các bộ ngành làm sao để đề nghị có chính sách hỗ trợ các trường. Cái này tương tự chúng ta là chính phủ có rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Và lĩnh vực giáo dục đại học thì có cái sứ mạng rất là quan trọng để đảm bảo điều kiện chất lượng cũng duy trì chất lượng đầu ra về số lượng phục vụ phát triển bền vững đất nước, thì chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị để có những chính sách hỗ trợ phù hợp để ngành giáo dục cùng với toàn xã hội chúng ta thực hiện tốt cái sứ mạng này.